đây là một trong những nghiên cứu rất mới gần đây thưa quý vị thì quý vị cũng thấy là khi những người lớn tuổi mà quý vị thấy ở nhà cứ ngủ gà ngủ gật ngủ nhiều thì cái tình trạng đó một trong những nhà nghiên cứu họ nói rằng là họ đang bị suy sụp, uh, bị suy uh, trí nhớ. Thưa quý vị là cái trí nhớ bị giảm dần dần là có thể dẫn đến à, uh, Alzheimer. Những người trẻ thì dĩ nhiên mình nên take a nap. Take a nap có nghĩa là ngủ trưa đó quý vị, cái giấc ngủ ngắn nhiều. Đó, điều đó rất là tốt nhưng với người lớn tuổi thì họ đâu cũng ngủ, ngủ ngủ buổi trưa nhưng mà tối họ lại ngủ không được. Thưa quý vị, thì đây là một trong những cái triệu chứng là dấu hiệu sớm của bệnh mất trí nhớ. Thì rối loạn giấc ngủ vào trưa hoặc là ban ngày đó là cái một trong những cái tình trạng Alzheimer xem nhẹ thì một trong những nhà nghiên cứu họ đã đưa ra một cái số người trong đó có tất cả là 500 người thì quý vị họ cho đem một cái thiết bị giống như là đồng hồ để mà theo dõi cái khả năng di chuyển của những người này trong 14 năm thì trong đó có 75% người tham gia là không có bị bệnh mất trí nhớ trong đó 4% là bị bệnh mắc bệnh Alzheimer và 20% là bị suy giảm nhận thức nhưng mà rất nhẹ thì họ cho thấy rằng cái tỷ lệ mà những người mà có bệnh Alzheimer và bị bệnh mất trí nhớ thì họ ngủ liên tục mà tối thì họ ngủ không được thưa quý vị buổi trưa họ ngủ ít nhất là từ ở một tiếng cho tới hai hoặc là ba lần vào ban ngày như vào ban đêm thì họ lại thất và những người thì họ mới thấy rằng những người mà không tham gia những người mà họ mà tham gia trong cái trường này trong cái trường hợp này và suy giảm nhận thức và có thời gian ngủ trưa trung bình là thêm 11 phút một năm là đó là những người không có bị giảm bệnh trí nhớ và tỷ lệ này tăng gấp đôi khi chẩn đoán suy giảm nhận thức nhẹ với giấc ngủ ngắn là tăng lên 25 phút mỗi năm và sau đó là tăng gấp 3 lần với những người mà bị bệnh uh, chẩn đoán Alzheimer thưa quý vị. Thì đây là một trong những cái triệu chứng nên quý vị thấy nếu à ở nhà mình nói cho biết vậy nếu ở nhà thấy cha ba mẹ hoặc là ông bà của mình mà cứ ngồi ngủ trưa hàng ngày thì nên nên uh, chữa trị hoặc là làm cho họ thức để mà tối họ có thể ngủ được nhiều hơn mà để bữa trưa họ ngủ ít lại nếu mà thường thường những người mà uh, bị cái bị cái bệnh Alzheimer thì bữa ban ngày họ cứ ngủ ngắn 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 liên tục như vậy nhưng mà buổi tối thì họ lại thức họ không ngủ được họ bị mất ngủ vào buổi tối